Trân và cô chú anh chị của kênh Mamami. Hiện tại là em đang có mặt tại bờ sông của nhà thầy Thiên Dừa đó. Ông bà cô chú, cô chú anh chị thấy là đây là thành phẩm, thành quả của thầy Thiên Dừa, anh Thái với lại anh Phong Tôm vừa mới câu. Một tiếng đồng hồ hơn là được bao nhiêu đây cá? Ôi đã chưa? Đây là cá hồng tông nha ông bà cô chú anh chị đó. Chỗ này chắc cũng phải được 4 lạng rồi đó. Cỡ 4 lạng ha. Đó. Còn bây giờ là em sẽ được trải nghiệm câu cá. Nãy giờ là em quay cho thầy Thiên Dừa cho nên là chưa biết cảm giác câu cá sẽ như thế nào ạ. Đây cũng là lần đầu tiên câu cá. Giờ em sự hướng dẫn của con tôm hả? Đúng rồi. Là người câu dở nhất đám hả? Đừng giới thiệu. Rồi. Không có, em cầm ngay câu luôn nè. Lấy cái này nè, cái cần thôi. Cái này ờ, đúng rồi. Móc mồi rồi á. Anh Phong hướng dẫn nha. Rồi lại bãi này nè, là bãi này. Bãi mới. Anh cũng nhiệt tình lắm nhưng mà chưa đủ may mắn thôi. Đây cũng được nè, đây cũng được nè. Nghe trống đây không? Đó, bãi đây có nè. Nè, ngay cho khoảng trống đó đó. Đây giờ thả xuống thôi đúng không? Ừ, rồi nó ụt kìa, nó chờ sẵn luôn á. Đây á. Lần đầu tiên nha. Rồi để xuống. Đó. Ừ, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều lắm. Mày bỏ cái đó xuống đây. Bỏ xuống. Mày bỏ đổ hết vô xuống xong vô nè. Tiếp. Ôi. Nhiều lắm, nó đang đợi ăn luôn á. Cái này là cái ấy của con ong hả? Cái bụng tàn con ong hả? Tàn ong. Nhiều lắm, nhiều lắm, mày nở nở lắm. Chưa để xuống nhiều rồi luôn hả? Anh học tay xuống cho anh bắt lên luôn vậy hả? Rồi. Ghê hả? Trời ơi. Câu cá không cần lưỡi. Không cần cây, không cần gì. Gấp đi. Ui. Nhiều lắm. Trời ơi, may không? Ôi. Được á. Nãy anh thấy biết bãi này nhiều á, nên ngưng lại cho mai câu. Thiệt. Em thấy bãi nào anh cũng ra, anh cũng đi hết. Không, bãi này nhiều. Anh gắn mồi em câu là ngon phải không? Hay mình để riêng ra để mình biết. Mình biết mình có câu được nhiều lắm. Nhiều lắm, đây nhiều lắm. Nè, anh mới rửa tay cái anh bắt nó luôn nè. Của em hai con rồi đó. À, hai con á. Ừ. Điếm chưa? Trời ơi, coi này phối hợp dữ quá, mai câu con tôm. Ôi trời ơi, chết luôn. Anh Thái ơi, phong thủy đang tốt. Ba con. Anh Thái chiếm luôn bãi đi. Anh Thái kỳ quá anh Thái. Chỗ không gian. Trời ơi, không gian của người ta. Con nói kỳ quá. Thôi mình đi chỗ khác đi để phong nó không bệnh. Siêu đó đẳng nhập kìa. Anh kỳ có chỗ riêng tư người ta. Chỗ riêng tư ta hả? Anh đang làm ăn được anh. Ngon ha. Lẹ lẹ luôn. Ơi, cái mồi này. Nhanh đi, công nhanh lên. Rồi, không bỏ đi vậy. Cá nó không đợi lâu. Giật mày ơi, giật lên. Trời ơi, nó đâu rồi chưa. Ờ nó nhiều lắm, nhiều lắm. Ờ nó đun xuống nó ăn kìa. Ờ nó nhiều kìa. Nhanh lên. Hai lại đi con hai. Rồi. Coi chừng mày nhảy xuống đó luôn không? Nó xuống rồi, nó nhảy xuống rồi. Bốn con. Đây nhiều lắm hai ơi. Anh Thái phiên nghèo câu. Anh Thái. Nó lì nhất trên đời á. Anh sao á, chỗ nào nhiều cái anh né à. Nó sợ câu không lận mai nó xấu hổ. Lận câu cái nó chành bớt bãi rồi là. Không vô đi vô thử đi anh em mình thay phiên chứ. Bốn con. Mới tiệp cho nó ăn. Năm con. Thái ơi. Anh Thái chiên mà có người dưới. Thái mai câu ghê chưa. Ghê không đấy chưa. Mai sắc cá luôn chưa vô mà. Năm con. Chị có ngựa dưới chờ sẵn. Rồi xong luôn. Từ từ. Rồi. Không cần ghè mới là ghê, không cần đấy. Còn chưa? Năm nữa nha. Còn mồi luôn anh Thái. Còn luôn hả? Còn luôn á. Kéo tuột nó xuống. Ơi. Gì vậy? Quê. Trời con lắm. Cầm con mồi nhanh lên. Từ từ. Phong với Mai phối hợp được quá ha. Phối hợp quá hay. Rác rác vậy. Không nhìn biết, nhìn lên biết cá rồi Mai. Con Mai nãy xuống bỏ cá con xuống là nó đớp được. Chưa hả? Chê chê xuống. Ừ. Chưa. Bình tĩnh Mai. Bình tĩnh Mai từ từ em. Tới mà cái phao con chưa chạm nước nữa là nó giật rồi đó. Hết rồi. Còn. Nó rỉ á, em thấy nó rỉ á. Hết mồi rồi, giữ lên. Hết mồi rồi. Còn lưỡi không à. Từ từ thấy giật. Chưa.
sau này còn nhiều lắm. Chưa gì mà qua bãi khác gì. Người không có sự kiên nhẫn. Những khi động lỏng là được lên được. Đây mấy cái nấm chè này làm cần ngon nè. Để lên. Hả? Ồ, nhiều lắm nè. Đây nhiều cá lắm rồi bà con quá. Rồi nước chuẩn bị rồng rồi, ở trong bờ nó rồng rồi. Này ha. Để sâu sâu xuống. Từ từ. Chưa. Hết lưỡi luôn rồi, hết rồi, hết rồi. Thêm mồi, thêm mồi. Đây mồi mà. Quá. Ôi ôi, hai đứa sao lên bờ mà nó còn nhảy vậy? Hai đứa nó xứng thiệt chứ. Alo Nguyệt hả Nguyệt? Không, nó đi câu cá rồi nha, nó không có về giao cô nữa đâu nha Nguyệt nha. Câu cá với Mai à. Thôi mình thả xa xa cứ. Đấy, đứng, ủa sao vậy? Ở đây đi, ở đây còn cá mà. Còn... rồi xong luôn. Con có. Ta đang quay ở đây mà được bỏ ngoài kia sao thấy được. Mình như vậy mà mình còn không nổ gì kia. Ây, ây, trời ơi, ba bốn người lại khiên, con cá đó bự lắm. Rồi. Cá đó lai cá mập hay sao bự không? Không ngoài không? Tiếp tục. Đã ha. Giật lâu lâu giật đã thiệt. Qua bảy khác không anh? Tiếp đi còn mà. Dao động liền đó chưa? Em chơi đoạn tâm lý là dao động liền. Nè Phong quay Phong, Phong bớt ngồi cho Phong. Ừ. Mình bớt đi. Vậy mình cũng dính rồi. Là biết có cá rồi. Không nó tóm mồi ấy quá. Mày câu đi anh ơi. Câu đi anh ơi. Trời, chịu không nổi. Có tấm mồi không? Có tấm mồi có khác không? Vô kèo mệt quá trời rồi anh ơi. Đây còn mồi luôn nè anh. Để xuống luôn. Câu tiếp đây. Mệt ba câu ba con mà chưa mắc mồi mới đó. Anh tính sao anh tính cái nhà em qua đây luôn đó. Cá phê đó rồi hả? Đây. Giờ nó bắt mình nhắc mồi rồi đó. Cá bắt đầu khôn rồi đó. Rồi giờ thôi em qua đây luôn Thái ơi. Thái chịu nữa anh ơi. Đó, còn mồi luôn rồi thôi móc mồi mới đi. Chiêu đãi nó đi. Ai biết. Trời dính nữa anh ơi. Ai ơi, qua đây đi. Đây còn nguyên mồi không? Rồi tiếp đi. Rồi để móc thêm con. Rồi. Trời ơi. Không nổi. Anh chịu luôn. Còn mồi không?
ăn quốc tế. Chỗ này quán ăn à. Quán ăn. Có chưa? Có chưa? Dữ lắm. Chưa. Hết rồi, hết mồi. Ôi, hết nữa vậy rồi. Hết mồi mà câu dính luôn không? Tức thiệt. Có ngày xíu mồi dính luôn. Hết mồi nó cũng đu em nó ăn với cái lưỡi. 16 con em ơi. Rồi nếm luôn hả? Anh tự câu tự gỡ nha, anh Thái em qua đây á. Thái ơi. Trời ơi. Trời. Có rồi, chứ vậy hoài chưa hết, mày chán rồi. Dưới tới còn mắt còn ta luôn. Con sông là dài quá anh ha. Vô trong kia luôn. Bên đẹp thiệt, bên bờ bên kia đẹp ghê. Rồi. Kìa cái người ta vừa quá nó vừa bơi luôn. Người ta vừa quá cái nó hay. Nó dính từ vừa. Nãy giờ mai câu nhiều không rồi đó. Rớt rớt. Wow. Ừ, nhiều lắm luôn Mai ơi, gần ký rồi đó. Anh qua cái chỗ này cho em. Chỗ này cho em. Mấy bữa mình có chơi quá không? Ông ơi, bệnh sắp hết rồi anh ơi, đừng lo. Ở bên đây nhỏ nhỏ nhỏ. Đó là bên mình là không? Ừ. Bệnh còn chừng con nữa hả? Mình kiếm được thấy trường lại nè. Đó. Lo miếng xuống rồi. Ủa, cá mày gỗ. Cá mày gỗ. Giật con đó bệnh mới sợ. Đó đó. Bệnh lúc nào đã quá luôn. Đó đó đó. Giỡn hoài. Giỡn với tôi hoài. Còn không ạ? Ừ thôi. Mình cho nó mồi mới đi. Rồi. Đi vô mấy chỗ. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác nha. Rồi, rồi mai. Dạ. Vậy thôi giờ mấy anh em về làm cá thôi ạ. À, cảm ơn bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú anh chị rất nhiều đã theo dõi nhất này, hẹn gặp mọi người ở clip sau ạ. Bye bye.